Người nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Thì như mọi người biết thì với cái tình hình dịch bệnh như hiện nay thì ở trên mọi quốc gia, đến hơn 210 quốc gia đều có. Thì ở Đài Loan này thì cũng không phải là ít đâu mọi người ạ. Ở Đài Loan này thì lúc này thì cái lượng người cũng nhiều hơn so với Việt Nam. Đó, nhưng mà cái lượng mà lây nhiễm ở trong cộng đồng ấy thì nó rất là ít. Thì đã khá lâu rồi, nhiều người hỏi mình là tình hình ở bên này như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ ngay ở trước mặt mình đây thôi, thì có một cái chợ, đó chợ chiều. Bây giờ thì mình sẽ liều mình đi vào trong đấy xem là cái tình hình của người dân ở bên này thì sẽ đối phó với dịch bệnh như thế nào mọi người nhá. Bởi vì theo như quan sát của mình thì đối với người Đài bên này á, thì họ vẫn chưa có cái việc là cách ly toàn xã hội, mà người dân đi lại vẫn thoải mái này, hay công ty công xưởng thì vẫn làm việc như bình thường. Và như mọi người biết thì bây giờ đang ở trước mình đây là một cái chợ, thì mình thấy rằng theo như quan sát của mình thì thấy người dân vẫn ở rất là đông. Thế nên là cái việc nhiều người cũng lo ngại rằng là ở Đài Loan thì họ có kiểm soát dịch bệnh tốt như ở Việt Nam hay không. Thì theo như mình biết thì lúc này thì cái việc là kiểm soát dịch bệnh thì ở Đài Loan thì họ kiểm soát khá tốt, nên là cái việc mọi người không quá lo. Còn cái việc là bây giờ mọi người muốn xem là tình hình dân ở trong này sẽ như thế nào thì mọi người sẽ cùng với mình để đi vào trong cái chợ này xem nào. Người dân ở đây thì họ có tuân thủ những cái quy định của nhà nước, ví dụ như là đeo khẩu trang này, hay là khoảng cách người với người này như thế nào. Thì mọi người sẽ đi vào trong cái chợ này thì mọi người sẽ được biết hết tình hình cụ thể của Đài Loan lúc này như thế nào nhá. Bởi vì theo quan sát của mình thì cái lượng người đeo khẩu trang ra đường ở Đài Loan này thì vẫn rất nhiều người không đeo. Trong khi đó thì chính phủ họ đã khuyến nghị cái việc là ra đường là phải đeo khẩu trang như mình thôi. Nhưng mà vấn đề là người dân người ta không đeo. Thế nên là việc là hôm nay mình phải khá tầm liều mình dám đi vào cái chợ kia để tình hình xem nào mọi người nhá. Bây giờ thì mọi người sẽ cùng với mình đi vào trong cái chợ kia xem tình hình là bà con bên này đã như thế nào nhá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong kia nhá. Vâng, trước mặt mọi người đây thì đây đang là một cái chợ chiều của gần chỗ khu vực mình ở mọi người ạ. Đó, bên này là một cái chợ chiều này thì mọi khi thì nó khá là sầm uất. Vâng, khá là sầm uất. Và bây giờ thì mình sẽ đi vào xem trong này thế nào, bởi vì nói thật mọi người rất là quan ngại đến chỗ đông người lúc này. Đấy, mọi người xem mới đầu chợ thôi nhưng mà hình như hôm nay chợ khá vắng rồi mọi người ạ. Chợ khá vắng rồi. Đó. Thì đa phần thì như mọi người nhìn thấy lúc này thì chỉ có những người bán thì nhiều thôi, những người mua thì rất ít. Thật sự thì mình rất là quan ngại đến những chỗ đông người. Như cơ bản này là mình thấy quan sát là không đông người cho lắm, nên là mình có thể là mình sẽ đi vào. Đấy, một số người thì người ta vẫn rất là chủ quan về cái vấn đề phòng dịch, người ta ra đường không thèm đeo khẩu trang. Mình thì đeo khẩu trang, nhưng mà đôi khi lại gặp những người không đeo khẩu trang, nên là mình rất là quan ngại. Đấy, này, thanh niên này nữa này, rất là khiếp mấy cái thanh niên mà không đeo khẩu trang luôn. Có cái là may chợ là mình cũng vắng rồi ạ. Theo như mình hỏi thì hai hôm nay thì mấy nay chợ đều vắng rồi, chứ không còn được đông như sắp đầu tiên nữa. Mặc dù lúc này vẫn còn sớm mọi người ạ, lúc này mới chỉ có 5 giờ chiều thôi, nhưng mà theo quan sát của mình cũng như mọi người nhìn thấy thì chợ hôm nay thì không được đông người này. Đó. Đấy, vẫn khẩu trang không có, vẫn tụ tập đông người, cười nói vẫn cứ thoải mái lắm mọi người ạ. Mình không hiểu được rằng là họ nghĩ như thế nào lúc này nữa. Ra đường mà gặp đấy một tốp này thì toàn không khẩu trang hết luôn, vào chỗ đông người mà họ cứ như kiểu đang ở nhà mình, rất là sợ luôn mọi người. Mình phải chờ bà này đi xong mình dám đi tới đi qua. Lúc này thì đang khoảng tầm độ 5 giờ, hơn 5 giờ mọi người. Giờ này thì mọi khi nếu mà không phải dịch bệnh hay là vào tầm mùa hè này thì với cái tầm này thì ở khu chợ này thì thật mọi người rất là đông. Bởi vì đây là một cái khu chợ nó giữa một cái khu công nghiệp, nên là lúc tầm giờ chiều này thì cái lượng công nhân đổ ra đây rất là khá là nhiều này. Nhưng mà vấn đề hôm nay thì mặc dù hôm nay là ngày nghỉ, hôm nay là một buổi chủ nhật, nhưng mà gần như chợ khá vắng bóng. Đấy, mọi người quan sát thấy thì chợ hôm nay thì gần như kiểu là một mình một đường thôi. Các hàng quán thì đấy mọi người quan sát thôi, khá là vắng bóng luôn. Đó, chứ đa phần thì chỉ có những người bán thì nhiều, nhưng người mua thì gần như không có mấy. Đấy, và hàng hóa hôm nay mọi người xem vàng tanh. Mặc dù hôm nay là chủ nhật, còn mọi khi theo mình quan sát của mình, nếu như vào thứ bảy chủ nhật thì cái khu vực chợ này rất là đông này. Nhưng mà nói chung là ảnh hưởng chung của dịch bệnh, nên là cái việc là người dân, người ta nhiều người ta sẽ chọn cho mình cái hướng là vào siêu thị để mua. Bởi vì trong siêu thị thì nó có như bây giờ nhiều siêu thị người ta kẻ những cái ô vạch để cách người với cách người á, nên người ta sẽ chọn vào đấy hơn là đi ra chợ này. Bởi vì ra chợ này thì nhiều cái nó sẽ không được như mình muốn. Người không đeo khẩu trang, trong khi đó thì cười nói bạt mạng, mà lại lên một khu đông người. Đấy mọi người xem, hôm nay thì gần như chỉ có người bán thôi, chứ không thấy có người mua.
mình đi từ đầu chợ ra đây rồi, nhưng mà cái lượng người mà đứng táp vào những cái hàng này thì gần như là rất ít. Đấy mọi người xem, đa phần thì chỉ người qua đường thôi, chứ họ rất ít khi để mà dừng lại trước những cái sạp hàng như thế này. Sắp này thì lại khổ cho người dân rồi mọi người ạ, bởi vì cũng vì dịch bệnh mà người ta cũng hàng hóa người ta sẽ bán chậm đi hơn. Mình thì mình cũng ít mua, hôm nay thì mình chỉ đi vào đây để mình xem tình hình thôi mọi người ạ. Nhưng mình hôm nay là mình sẽ không mua gì, mình sẽ đi một mảnh đi qua. Sắp này thì cũng nhiều gian hàng họ nghỉ luôn, họ nghỉ họ không bán bởi vì họ không bán được ấy. Chỉ còn một số gian hàng thôi, nhưng mọi quan sát của mình thì đấy mọi người xem, kể cả rau củ quả hay là thức ăn thì gần như là chỉ có người bán. Một cái hàng sạp to như thế này nhưng mà cũng không có một ai mua. Người dân cũng có ý thức ra chỗ đông người đấy mọi người. Đó mọi người xem này, bên này là hàng cá, hàng tôm này, hàng thủy sản, mực rất là nhiều. Mà khi đi bu đông lắm. Cái đống này thì mọi người rất là đông, mà hôm nay thì cũng chỉ có người bán thôi. Người mua thì không thấy. Và theo quan sát của mình thì ở đằng trước có cái biển nha, thì có một cái quán bán đồ Việt Nam. Trong này thì bán rau này, rau củ quả hay các loại rau của Việt Nam mọi người ạ. Bán rau củ quả hay là các loại gia vị, mì tôm, mì chính, tóm lại là bán đồ Việt Nam. Đó, chỗ đông người này thì là bán đồ Việt Nam. Thì theo quan sát của mình thì lúc này thì góc này vẫn là đang là đông nhất cái khu chợ này. Đó, trong này là bán đồ Việt Nam nhá. Mình rất hay mua ở đây, bởi vì ở đây thì bán rất nhiều đồ của Việt Nam. Rau củ quả, rồi mắm muối, mì chính, gia vị đủ hết luôn. Thì theo quan sát từ đầu chợ đến đây thì đúng chỗ này đông nhất. Không còn chỗ nào bán đông hơn chỗ này, bởi vì chỗ này những đàn anh em lao động đến mua nhiều, mà người Việt Nam mình nhá, nên là mua đấy quen rồi, nó đủ gia vị nên là mình cũng hay vào đây mua. Không thiếu cái thứ gì luôn. Giò chả, gạo, rồi mắm muối, mì chính đủ hết, rau, các loại rau gia vị đủ, nên là cái chỗ này vẫn đông nhất chợ. Đằng phía trên này thì đây mọi người cũng xem cũng không khác gì ở đằng phía dưới cho là mấy. Hôm nay thì nghỉ nhiều mọi người ạ. Và hôm thì không có chỗ trống đâu. Nhưng mà theo quan sát thì hôm nay thì chỉ đẩy một số sạp này không có gì bán luôn, không người ta nghỉ luôn. Đằng phía trên này thì cũng vậy, vắng, khá vắng. Chợ hôm nay thì từ đầu chợ cho đến cuối chợ thì mọi người thấy thì đúng là chỉ có người bán thôi, chứ gần như là không có người mua. Cũng khá là buồn. Quán này hôm nay vắng tanh luôn mọi người. Quán này quán Đài Loan mà hôm bà đông lắm ấy, nhưng mà hôm nay chẳng có người. Đây là một chị Việt Nam bán hoa quả này, mà hôm chị bán chạy lắm mà hôm nay thì cũng thấy còn nhiều quá. Đấy, bắt đầu dọn, chuẩn bị, người ta chuẩn bị dọn hàng để về rồi mọi người ạ. Mặc dù mới chỉ khoảng lúc này thì hơn 5 giờ, nhưng mà nhiều người thì chắc là kiểu không bán được nên là họ bắt đầu chuẩn bị thu dọn. Bên này thì họ cũng nghỉ chợ rất sớm nha mọi người. Ở Việt Nam thì đối với những cái chợ đêm này thì trước chiều này thì họ bán rất là muộn, khi lên đèn nó vẫn bán. Nhưng mà đối Đài Loan này chỉ sẩm tối thôi, là bắt đầu họ mùa hè thì chỉ tầm khoảng độ chưa đến 6 giờ đâu là người ta đã bắt đầu dọn rồi. Đây này, bây giờ thì bắt đầu dọn rồi đấy. Giờ này tầm này vẫn còn, như mọi người thấy thì trời vẫn còn nắng đấy, bóng nắng này, nhưng mà nhiều người tại đấy này người ta dọn hết rồi đấy. Bên này người ta dọn rất là sớm, bán thì cũng không sớm nhưng mà người ta dọn đồ rất là sớm. Nhiều anh em lao động mà nghỉ muộn ra còn không còn cái gì để mà mua. Việt Nam mình thì bán phải đến đèn luôn, 8 giờ có nếu mà bán được. Nhưng mà đây đấy mọi người xem, dọn hết rồi đó, tầm 5:30 thôi, nhưng mà bên này thì người ta đang bắt đầu thu dọn để về rồi. Một phần thì chắc cũng không bán được, hai nữa thì ở đây thì đa phần thì mọi người biết rằng ở Đài Loan này, ai ở đây thì biết, thì những cái chợ này nghỉ khá là sớm, dọn hết rồi. Chứ ở cái dãy bên này này bán nhiều lắm, ngày thường ấy họ bán rau củ quả hết cả cái dãy này luôn ấy. Thế mà hôm nay thì cũng vắng như chùa Bà Đanh luôn. Còn những ai mà đang lao án thì người ta cũng đang dọn để về rồi. Đây này, nó dọn hết rồi, trời vẫn còn bóng nắng mà, trong khi người ta đã đấy lên xe hết để về luôn. Hàng ế ẩm nên người ta cũng không muốn bán. Đoạn trên này thì vẫn còn khá nhiều, nhưng mà mình thấy quan sát là cũng nhiều người cũng không bán được, và nhiều người thì cũng đã đóng thùng để chuẩn bị về. Thật sự là Đài Loan này để mà ra muộn thì không mua được, bởi vì người ta về rất là sớm. Kể cả những ngày thường không có dịch bệnh thì người ta về cũng rất sớm rồi. Mùa hè thì chắc chưa đến 6 giờ đâu, người ta đã dọn rồi. Mùa đông thì còn sớm nữa, mùa đông thì chắc tầm 5:30 là ra, không còn cái gì luôn. Trên này thì cũng lèo tèo lắm, chẳng còn ai bán nữa. Mà còn mà hôm chỗ này đông lắm này, đó chỗ này này, nhưng mà rất nhiều người bán luôn, mà hôm nay họ đúng một quán luôn. Còn đằng phía trước mọi người đang nhìn thấy đây thì đang lên tận tít tít trên chỗ cái áo đồ kia kìa, vẫn còn có người bán. Nhưng mà theo quan sát thì nó cũng như đoạn dưới này thôi, thế đâu mình không lại không đi lên nữa.
bởi vì đằng trên đấy thì cũng chỉ còn có vài ngày trước, nếu mà không dịch bệnh thì đằng trên này ký tận tận trên kia vẫn còn vút con đường kìa, vẫn còn người bán. Nhưng hiện tại thì như mọi người biết thì với cái tình dịch bệnh hiện nay thì người dân người ta cũng hạn chế ra đường, nhưng mà chợ sắp này thì khá là vắng. Đây là một cái chợ chiều tại Đài Loan, thì mình có thể đột nhập vào đây để cho mọi người xem cái tình hình của người Đài Loan, xem là cái việc phòng dịch của họ như thế nào. Theo quan sát của mình thì người dân cũng rất hạn chế ra đường, lúc này chỉ có người bán thôi chứ người mua rất là hạn chế. Vâng, thì chắc là như vậy. Thì đây là hiện tại đây là một cái chợ chiều của Đài Loan, thì mình đã đi qua để cho mọi người được biết. Nên video này chắc mình cũng xin được kết thúc ở đây. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào những video. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và ủng hộ mình. Ok, xin chào tất cả mọi người.